Hello, hôm nay mình xin giới thiệu về những cuốn sách mà mình thích từ trước đến nay. Thì vốn dĩ là mình không thích đọc sách, nhưng mà hiện tại thì lớn lên thì mình có cái thú vui đọc sách. Thì trước đây mình đọc sách là mình hay buồn ngủ. Nhưng mà những cái lúc mà mình chán hoặc là khó khăn hoặc là không có định hướng thì mình sẽ tìm đến sách. Khi mà đọc sách xong thì có năng lượng tích cực. Thì hồi nhỏ thì mình có đọc quyển sách là quyển sách Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế. Thì trong quyển sách này ấy, là nó lúc mà tin ấy, lúc mà đang tuổi tin, đang tuổi học thì nó sẽ tạo động lực là giúp bạn có động lực thành công. Trong này nó sẽ có nhiều cái hay, thí dụ như mà cái phương pháp mình học như thế nào, rồi cái tư duy mình như thế nào, rồi cách mình có động lực như thế nào. Cái này thì nó khá là hay cho những bạn tuổi tin. Thì lúc mà mình đọc cái này mình thấy rất là hay. Cái thứ hai là cái quyển sách khi mà mình lớn lên á, thì là mình thấy có một quyển hay nữa là quyển khi mà mình xem YouTube thì mình có thấy được người ta giới thiệu một quyển hay là quyển Tắc Nhân Tâm. Thì trong quyển sách này thì họ sẽ trao đổi kỹ về các cái ví dụ như mà mình làm và cái cách sống, có nghĩa là cái cách đối nhân xử thế, cách mà có thể là mình sống như thế nào, rồi mình muốn người khác có thiện cảm với mình thì như làm sao đó. Chứ không ví dụ như mà mình bây giờ mình cứ cư xử giống một cách bình thường thì nó không chuẩn lắm. Thì cuốn sách này rất là hay, mà cuốn sách này lưu ý là đây là cái quyển sách là hay nhất mọi thời đại, đưa bạn đến thành công. Mình rất tiếc khi mà mình biết quyển này khi mà mình 26 tuổi. Quyển này rất là hay. Và cách đọc quyển này là tác giả bảo là đọc lướt xong rồi sau này mình cần đọc lại, mình gặp mà là mình sẽ đọc lại thì mình sẽ thấy hay. Quyển sách thứ ba là về cái quyển tất cả chỉ là thử thách, tất cả chỉ là thử thách, không bao giờ là thất bại. Quyển này thì nói về ông chủ tịch tập đoàn Hyundai. Thì quyển đó mình đang cho bạn mượn, chưa không cầm ở đây đâu. Quyển sách đó thì siêu hay luôn, kể về cái hành trình phát triển của ông chủ Hyundai. Nếu mà bạn mất động lực thì bạn xem quyển đó rất là hay. Bạn sẽ thấy là cái cuộc sống của bạn nhiều khó khăn như thế nào thì cũng không xi nhê gì với ông đó. Còn quyển bộ sách mà mình đang theo dõi tiếp theo đó là cái bộ sách dạy con làm giàu. Bộ này thì mình mới mua. Đây là tập 1. Tập 1 là dạy con làm giàu. Thì quyển sách này nó sẽ giúp mình là chỉ ra những bí mật để trở nên giàu có, cách tư duy tài chính, rồi cách mà kiểm soát dòng tiền, cách nghỉ hưu sớm. Ví dụ có nghĩa là bây giờ là họ cái cách mà tư duy về tài chính thì nó sẽ rất là hay. Thì mình xin phép đọc một tí là chỉ ra những bí mật để trở nên giàu có là thách thức niềm tin rằng ngôi nhà của bạn là tài sản, chỉ cho các bậc phụ huynh thấy tại sao họ không thể dựa vào hệ thống trường học để dạy cho con cái về tiền bạc, định nghĩa về tài sản và tiêu sản, chỉ bạn cách đọc để dạy con cái về tiền bạc thành công trong tương lai. Có nghĩa nôm na như này, có nghĩa là cái nội dung của cái tập sách này là họ hướng đến là một cái tự do tài chính và cái tự do thời gian. Thì hầu hết là mọi người hồi trước giờ thì đều học hành xong rồi đi học, rồi vô đại học, xong rồi ra kiếm công việc làm công ăn lương. Thì làm đến cứ khi nào mình cũng phải tất bật với công việc, khi nào mình cũng phải làm. Ví dụ có lương cao thì mình phải bỏ thời gian mình suy nghĩ cho cái công việc của mình, không có thời gian tận hưởng, không có khi nào mình cũng phải xông vào công việc mình làm. Thì cái đó là nó không tự do về thời gian. Thì quyển sách này nó giúp mình là có cái tư duy về tự do thời gian hơn. Mình thì mình chỉ mới đọc được có một quyển thôi, một quyển này thôi, tuyển tập 1.
đang đọc một tí về tập 2 đó. Thì những cuốn sách này là những cuốn sách mà mình thấy là hay, mình thấy là mình đáng đọc, thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn để các bạn có thể là cùng phát triển. Các bạn có những cuốn sách hay thì các bạn có thể chia sẻ mình. Ok, vậy thôi, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn những cuốn sách hay mà mình đang theo đọc, thì mong các bạn cũng tìm hiểu và đọc. Xin chào.